Số 1 có chức năng là dự trữ. Khi nào mà bệnh nhân ăn vô thì cơ bào đi nó mở ra rồi túi mật nó co bớt nó mới đẩy mật xuống cho bệnh nhân. Rồi phần mở đầu ha. Sỏi túi mật là một cái bệnh lý mà thường gặp nhất của đường tiêu hóa ở trên thế giới, mà hiện nay nó cũng ở Việt Nam luôn rồi. Hồi xưa, hồi cách đây khoảng 20 năm thì sỏi đường mật nó nhiều hơn là sỏi túi mật. Nhưng hiện tại thì sỏi túi mật đã nhiều hơn rồi. Bây giờ mà em vô cái khoa gan mật thì em thấy hết trên khoảng 50% bệnh nhân là sỏi túi mật. Mà nếu mấy bạn ngồi ở phòng khám thì cũng vậy ha. Đa số bệnh nhân tới khám vì sỏi túi mật. Hoặc là nhiều khi người ta đi siêu âm định kỳ ở mấy cái cơ quan á, rồi cái cũng phát hiện ra sỏi túi mật. Cái tỷ lệ trong dân số là khoảng 10-15% là ở nam và trên 25% nữ là mắc bệnh sỏi túi mật, là ở những nước công nghiệp ha. Ở nước mình thì chắc chưa đến nỗi nhiều như vậy. Đa số bệnh nhân là không có triệu chứng, ví dụ như đi siêu âm tình cờ phát hiện ra sỏi túi mật, như là đi khám sức khỏe định kỳ á. Ở Mỹ thì có trên 500.000 trường hợp cắt túi mật mỗi năm trong thập niên 60, mà hiện nay nó tăng lên là 700.000 vào năm 80, còn hiện nay chắc cao hơn nữa. Ở Việt Nam thì tỷ lệ sỏi mật chung ở trong dân số thành phố Hồ Chí Minh là 6,11% và gần toàn bộ là sỏi túi mật, trong đó nữ nhiều hơn nam ha. Sỏi mật chủ hiện nay chỉ còn có 0,1% mà. Thì ở tỉnh thì sỏi túi mật với sỏi mật chủ cũng còn hơi ngang nhau ha. Mấy em thấy ha, sỏi túi mật thì 2,1, sỏi mật chủ 1,10 trong dân số đó nha. Cái này là theo nghiên cứu về dịch tễ đó ở Việt Nam á. Thì người ta nhận thấy là sỏi túi mật thì nó thường gặp ở dân thành thị, còn sỏi ống mật thì nó hay nằm ở dân nông thôn. Lý do sao thì lắm em sẽ thấy cái trong cái sinh lý bệnh đó, tại sao sỏi túi mật thì nó hay gặp ở người dân thành thị, thu nhập cao, đời sống khá, còn sỏi đường mật thì nó hay gặp ở những người mà dưới khung quê, ăn uống kém vệ sinh, nhất là sỏi trong gan á. Mà sỏi trong gan nó phức tạp lắm, mấy em chưa có học tới. Sỏi túi mật đó, thì cái thành phần của nó đó thì nó chủ yếu là cholesterol. Nếu mà cái thành phần cholesterol trên 50% trong cái sỏi thì người ta kêu cái đó là sỏi cholesterol. Sỏi hỗn hợp là sỏi cái thành phần cholesterol nó dưới 50% và trong đó nó còn những cái khác như là mật. Cái này là mật ha, bilirubinat, canxi. Ruby chứ không phải rubu. Rồi, cái này cũng quan trọng lắm, cái đó mốt từ từ mấy em nhớ cái đó. Ở phương Tây, chỉ cái là ở phương Tây á, thì đa số là sỏi cholesterol, còn ở châu Á thì thường là sỏi sắt tố mật. Bilirubinat canxi tức là sắt tố mật á ha. Cái sinh lý là mấy em học rồi phải không? Sinh lý tố mật á. Cái thành phần trong dịch mật á, thì nó có nhiều chất, nhưng mà trong đó người ta sẽ quan trọng là cholesterol nè, muối mật nè, và một cái nữa là lecithin. Thì một lát nữa trong cái phần sinh lý bệnh á, tại sao nó ra sỏi á, thì nó có ba thành phần đó là quan trọng trong cái chuyện hình thành sỏi mật. Cái này mấy em đọc thêm thôi chứ chắc học hết rồi ha, sinh lý bệnh học rồi. Cái chu trình gan ruột chắc cũng biết rồi phải không? Khi mà mật nó tiết xuống thì tới hổng tràng, tới hội tràng có một phần nó được hấp thu trở lại phải không? Thành cái chu trình gan ruột. Thành ra khi mà người ta cắt bớt cái đoạn hổng tràng, có một số người mà bị mổ gì đó cắt cái hổng tràng đi thì nó sẽ bị giảm hấp thu lại mật, giảm hấp thu muối mật, là cái thành phần muối mật nó sẽ thiếu. Tức là 95% cái mật mà tiết ra nó được hấp thu lại ở hổng tràng, ở hội tràng. Rồi thì tại sao mà nó có sỏi túi mật, là tại vì bình thường là cholesterol nó không có tan trong nước, thì nó cần những cái chất ở trong mật á để làm cho nó hòa tan trong nước. Thì cái chất đó là muối mật và lecithin.
cộng với cholesterol nó thành ra những cái mycen hòa tan được ở trong nước. Nếu như mà thiếu cái muối mật hoặc thiếu cái lecithin thì cholesterol nó sẽ bị kết tủa lại, nó tạo sỏi. Hoặc là cholesterol nó quá cao, hai cái kia thì nó vẫn bình thường, nhưng mà cholesterol nó cao lên thì nó cũng tạo sỏi luôn. Tức là nó sẽ có sự mất cân bằng giữa ba cái chất cholesterol, muối mật và lecithin thì nó sẽ gây sỏi. Thì cái cholesterol là chất béo phải không? Thành ra nó hay gặp ở dân thành thị là vậy, ăn nhiều chất béo ha. Còn dân quê mà ăn toàn là thịt rau mà ít có chất béo, hạt cá với rau rồi không thì nó ít có bị tăng cholesterol. Thành ra cholesterol là một trong những nguyên nhân mà nó liên quan với lại đời sống cao, ăn nhiều chất béo, ít vận động, cứ ngồi một chỗ mà không có tập thể dục rồi đó. Đây là cái tam giác small, cái này là cái tam giác kinh điển ở trong bệnh lý sinh lý bệnh về sỏi túi mật ha. Mấy bạn đọc cái sách nào nó cũng có hình này hết, sách Việt Nam, sách nước ngoài gì nó cũng có cái hình này hết. Cái này là phần trăm của cholesterol, cái này là phần trăm của lecithin, cái này là phần trăm của muối mật. Thì khi mà cholesterol mà nó thấp, tức là nó khoảng vài phần trăm phải không, cái thành phần muối mật nó phải là khoảng từ 30 cho đến 100%, cái thành phần mà lecithin nó cũng phải từ 80 đến 100% á, thì nó mới hòa tan được. Còn những cái khúc mà này á, là khi mà cholesterol nó tăng lên, lecithin nó giảm, muối mật nó giảm thì nó sẽ tạo sỏi. Chỉ có cái khoảng này là nó sẽ tan thôi. Cái tam giác này là tam giác kinh điển nha, mấy bạn đọc sách nào cũng thấy hết, nhưng mà đọc phải hiểu ha, hiểu không? Nãy giờ nói gì hiểu không? Ôi, cái này nè là nồng độ cholesterol nè, từ 0 đến 100% phải không? Thì nó nằm ở trong cái khoảng 10% này nè, thì nó mới tan được. Còn nếu nó tăng lên là nó không tan. Còn lecithin á là nó khoảng 80-90% ở trong dịch mật á. Còn nếu mà nó bị giảm xuống ví dụ 0%, 50% là nó cũng không có hòa tan được. Muối mật cũng vậy, muối mật nó phải làm khoảng từ 100 cho đến 30-25%, 30%. Nếu mà nó thấp quá thì nó sẽ bị kết tủa, hiểu chưa? Tức là em nghĩ có cái mũi tên chỉ lên là 100% là 100%. Thì chỉ có cái khoảng này thôi, là cái nồng độ mà của ba cái chất đó, nó nằm trong cái khoảng này thì dịch mật nó, cái cholesterol nó mới tan được trong mật thì nó không tạo sỏi. Tức là nồng độ cholesterol tăng, nồng độ lecithin giảm, muối mật giảm thì nó sẽ là trong cái khoảng này. Cái ý nghĩa nó vậy á ha, hiểu chưa? Cái gì mấy bạn có bài này chưa ạ? Lát gửi bài với là bài, có bài full test nữa. Tức là mình biết là ba cái thành phần này, khi cholesterol tăng, lecithin và muối mật giảm thì sẽ có tạo sỏi. Còn cholesterol mà thấp, lecithin muối mật cao thì nó không tạo sỏi. Rồi, dựa vào cái đó người ta mới thấy là ứng dụng trên lâm sàng, người ta thấy là có những cái yếu tố nguy cơ. Những yếu tố nguy cơ thứ nhất là tuổi, sỏi túi mật nó tăng theo tuổi. Thì thường thường là một lát cho các bạn sẽ biết nó có bốn chữ F. Chữ F thứ nhất là 40, tức là trên 40, trên 40 tuổi là hay bị sỏi túi mật lắm thường thường. Chứ còn nhỏ thì ít lắm, nhưng mà không phải có đâu nha. Chứ trên lâm sàng mấy bạn đừng tưởng, ví dụ là có nhiều khi thấy nhân có 20 mấy tuổi mà sao bị sỏi túi mật, cái đó nó cũng có luôn nữa. Nó chỉ là những yếu tố nguy cơ thôi chứ không phải là nguyên nhân. Thành ra gặp trên những bệnh nhân này thì yếu tố nguy cơ thứ nhất là 40, tức là trên 40. Còn ở con nít có thể do là thiếu muối mật. Thiếu muối mật là ví dụ như nãy nói là cái chỗ hồi tràng nó bị rối loạn bẩm sinh vậy, nó không có hấp thu mật lại, nó làm mất cái chu trình gan ruột á. Hoặc là bệnh nhân bị cắt ruột rồi. Thì người ta nói lý do tại sao sỏi túi mật nó tăng theo tuổi, có thể là do cholesterol lớn tuổi nó nhiều hơn, nó tăng lên ha. Hoặc là do có một số men ở trong cơ thể của người lớn tuổi á, nó làm cho tổng hợp cholesterol nhiều lên, nó rối loạn chuyển hóa đó.
hoặc là do cái nhu động của đường mật nó giảm, tức là khi mà cái đường mật mà nhu động nó giảm thì cái mật nó ứ động lại thì nó dễ kết tủa hơn, đó phải không? Cái gì mà nó vận động thì nó đẩy đi. Hoặc là do cái túi mật nó nhạy cảm với lại một cái chất chuyển hóa trung gian nó bị giảm thì nó ảnh hưởng đến co bóp túi mật, nó làm túi mật tì ra không chịu co bóp, mà túi mật không co bóp thì mật nó động lại thì nó đóng cặn. Tức là cái nguyên nhân mà ta giải thích là đang theo tuổi là vậy ha. Rồi những yếu tố di truyền là người ta thấy có một số dân tộc có cái tỷ lệ sỏi túi mật nó rất là cao, ví dụ như ở dân tộc Bima Ấn Độ. Rồi yếu tố gia đình cũng được nghiên cứu, là người ta thấy có một số gia đình đó, có thể là do người ta rối loạn chuyển hóa gen gì đó mà nó làm cho rối loạn chức năng túi mật, hoặc là chuyển hóa cholesterol chẳng hạn. Ví dụ như mà trên lâm sàng có gặp nhiều trường hợp là nguyên gia đình nó toàn là mấy mẹ bị, rồi mấy chị em gái bị, nhưng mà con trai không có bị, là nó có liên quan với gen đó. Về giới tính thì người ta thấy là cái chữ thứ hai của chữ F là female, tức là nữ nhiều hơn nam. Lát em biết có 4 chữ F. Chữ F thứ hai là female, là nữ. Tỷ lệ sỏi túi mật ở nữ cao hơn ở nam. Người ta thấy là ở nữ cao hơn nam gấp 4 lần. Có thể là do hormone, hoặc là do có thai. Có thai thì khi cái thai nó to, nó làm cho ứ. Có thể trong lúc có thai rồi, do cái thai nó to, nó làm cho cái nhu động của đường mật nó bị giảm, hoặc là rối loạn chuyển hóa cholesterol nữa. Phụ nữ mang thai nhiều lần hoặc sử dụng thuốc ngừa thai, thuốc ngừa thai nó cũng làm rối loạn chuyển hóa cholesterol, có thể là một nguyên nhân yếu tố nguy cơ. Cái chữ thứ ba đó là cái chữ có thai nhiều lần, là có thai nhiều lần fertilization. Em coi lại cái chữ có thai á, là chữ F thứ ba. Tuổi bốn giây chưa? Quách. À, tuổi là trên 40, female là nữ. Fatty là mật, là những người mập, tức là cũng bị rối loạn chuyển hóa mỡ là fatty á, fatty là mập. Còn cái cuối cùng là chữ thai, mà chữ thai sao hay quên, đó là fertilization nha. Em coi lại cái chữ thai kỳ á. Nên là 4 chữ F nha. Tức là mấy em nhớ là sỏi túi mật nó liên quan với 4 chữ F. Đó, béo phì là fatty là mập á. Dĩ nhiên béo phì là nó tăng cholesterol là cái đó dễ hiểu rồi ha. Rồi. Thì sỏi túi mật có nhiều khi á, là hồi nãy anh nói rồi là đa số không có triệu chứng. Khi nào thì nó có triệu chứng? Nó có triệu chứng khi mà nó bị cục sỏi ngay đây nè. Cục sỏi ở đây phải không? Nó chạy vòng vòng á, nhiều khi nó không đau gì hết á, nhưng mà tự nhiên có một bữa là nó chung vô đây, nó càng cái. Càng ngay cái cổ ha. Mật nó không xuống được. Túi mật nó co bóp nó sẽ gây đau, thì cái đó ta kêu là cơn đau quặn mật á. Tức là triệu chứng đau của sỏi túi mật là do cục sỏi nó kẹt ở vùng cổ. Triệu chứng là do sỏi tắc nghẽn ở cái ống đó, gọi là ống túi mật. Cái ống túi mật đây ha, thì nó tắc ở đây thì nó kêu là cái đó là ống túi mật. Thì khi mà nó rớt vô cái cổ túi mật, nó gây đau, nó gây là cơn đau quặn mật. Thì một lát mình sẽ mô tả tính chất của cơn đau quặn mật. Nhưng mà may mắn là nhiều khi cái cục sỏi nó rớt xuống, nó đau, cái một lát mình chích thuốc giảm đau, hoặc là bệnh nhân nằm nghỉ, cục sỏi nó rớt trở lại là bệnh nhân hết đau. Chỉ có khoảng 1-3% là cục sỏi nó kẹt luôn, rồi nó sẽ gây viêm túi mật. Túi mật nó bị sưng lên, nó viêm, nó làm mủ chẳng hạn. Thì lúc đó ta kêu là viêm túi mật cấp. Thì cái nguyên nhân đau là cái cục sỏi nó kẽn ngay cái cổ phải không? Thì nó làm tăng áp suất của cái lồng túi mật lên, rồi nó sẽ ảnh hưởng đến cung cấp máu. Thì đầu tiên nó căng cái áp lực lên thì nó sẽ giảm máu tới cái tịch máu của tĩnh mạch đó, nó sẽ bị giảm về tĩnh mạch chính đó. Thành ra nó sẽ làm phù nề lên ha, nó ứ dịch là nó phù nề lên. Nó phù nề lên rồi nó sẽ gây phản ứng viêm. Mấy cái này mấy em học hết chưa ta? Lý học mấy cái chất này không? Prostaglandin rồi có học không? Đó là những cái chất trung gian á, nó gây viêm á. Rồi tạt phóng thích ra một số chất, mà những cái chất này có thể gây độc với niêm mạc của túi mật.
Xong rồi khi mà nó tắc nghẽn đến mức độ nào đó, nó ảnh hưởng đến động mạch luôn. Động mạch sẽ tới nuôi cái túi mật kém thì nó sẽ bị hoại tử. Tức là viêm túi mật nặng hơn là nó tới hoại tử. Lúc đầu thì nó là dày, nó phù nề, xuất huyết. Rồi sau đó nó sẽ loét, nó hoại tử. Rồi nếu như tự nhiên có vi trùng ở đâu đó trong cơ thể, cái nó đi trong máu, nó để tới đó, nó tập trung vô, nó sẽ gây nhiễm trùng. Lúc đó là nó sẽ bội nhiễm vô, nó sẽ gây viêm, viêm mà có mủ. Thì thường thường những cái vi trùng đó là những vi trùng từ đường ruột á, nó đi lên ha. Còn quá trình đó là, thứ nhất là viêm túi mật, thứ nhất là cơn đau quặn mật, thứ nhì là viêm túi mật cấp. Thì khi mà viêm túi mật cấp, có nhiều khi bệnh nhân được điều trị kháng sinh, uống thuốc giảm đau rồi, cái nó qua cái giai đoạn viêm đó, nó hết. Cái khoảng sau vài tháng cái bị lại, cứ bị đi bị lại nhiều lần, nó sẽ chuyển đến là viêm túi mật mãn. Mãn tính thì lúc đó cái túi mật nó sẽ dày lên, nó viêm dày, nó sơ hóa lên, đó là viêm túi mật mãn. Đó là đây là cái sơ đồ sinh lý bệnh ha. Sỏi túi mật nó làm tắc ống túi mật, nó gây cơn đau quặn mật. Cơn đau quặn mật có thể đưa đến viêm túi mật cấp, hoặc là nó sẽ giảm, nó giảm xong rồi đó, nhưng mà nó bị đi bị lại, nó sẽ đưa đến viêm túi mật mãn. Còn nếu mà nó không giảm, nó gây viêm mủ rồi nó hoại tử luôn. Đúng ra cái này mình vẽ thêm một đường nữa đó, tại vì cái này mình theo sách đó, còn vẽ thêm con đường nữa là tắc nghẽn giảm 90% mà nó giảm cái nó hết luôn nữa. Thì ta hết luôn, ta không đau nữa. Có nhiều người vui lắm, tại vì là thế mà cơn đau quặn mật này nhiều khi ta lộn với gì biết không? Đau bao tử. Khi mà nó tắc ở ngay cái cổ túi mật thì người ta hay đau dùng thượng vị nhiều hơn. Các bạn biết thượng vị cái gì ha? Cái chia thấm bụng biết đó. Cái người ta mới vừa ăn, tại vì cơn đau quặn mật này nó hay xuất hiện vào lúc nào biết không? Sau khi ăn, nhất là ăn bữa ăn nhiều mỡ. Khi mình ăn mỡ vô nó phải tiết mật ra để nó tiêu hóa mỡ, thì cái lúc đó nó co bóp, nó làm đau. Cái một lát sau á, bệnh nhân đi mua thuốc, đi ra tiệm thuốc tây mua thuốc gì á, uống vô cái xong lát cái nó hết đau, tại sợ nó rớt cái lại phải không? Cái người ta nói là tại nhờ uống thuốc bao tử vô nó bóp đó, thì người ta nghĩ người ta bị đau bao tử, ta cứ bị đi đau lại, ta nói đó nhờ ta đau bao tử mà, ta đâu hèm đi trị, đâu hèm siêu âm đâu. Nhiều khi buồn cười lắm, ví dụ như bệnh nhân lên khám mình cái hỏi nói như cái bị đau bao tử không, bệnh nhân đó tôi bị đau bao tử hoài à, cái từ lúc tôi mổ tôi cắt túi mật xong tôi hết đau bao tử luôn. Tức là tự nhiên ta không có biết là hồi đó người ta đau đó là đau túi mật á. Rồi về triệu chứng, thứ nhất là trường hợp không có triệu chứng, tức là bệnh nhân đi siêu âm tình cờ phát hiện ra sỏi túi mật thôi, không đau không gì hết á, thì người ta thấy rằng đó là những người mà đi siêu âm có sỏi túi mật á thì chỉ có khoảng 20% trong vòng 20 năm, chỉ có 20% là có triệu chứng thôi. Như vậy thì ở thí dụ như ở Mỹ, mấy bạn thấy là tỷ lệ sỏi túi mật ở nữ là tới 50% phải không? Nhưng mà mỗi năm nó cũng chỉ có khoảng 700.000 trường hợp mổ thôi, chứ dân số của họ là tới khoảng 100 mấy 200 triệu, phải không? 200 mấy chục triệu, nhưng mà cũng đâu có phải là mổ nhiều lắm. Tức là người ta có sỏi nhưng không triệu chứng thì không mổ, cứ để vậy. Tại có nhiều khi cả 20 năm sau cũng chưa có triệu chứng nữa. Rồi bệnh nhân khi mà đã có triệu chứng rồi á thì nó có thể biểu hiện bằng một trong ba bệnh cảnh lâm sàng ha. Bệnh cảnh lâm sàng thứ nhất là cơn đau quặn mật, đã nói đó. Thì đặc điểm của cơn đau quặn mật là sao? Đau quặn từng cơn ở vùng hạ sườn phải hoặc thượng vị. Các bạn biết vùng hạ sườn phải với thượng vị là gì? Chia ra làm chín vùng phải không? Có học khám bụng mà ha. Thì nó đau ở vùng hạ sườn phải hoặc thượng vị mà nó đau quặn từng cơn, bệnh nhân đau dữ lắm, lăn lộn luôn á. Khởi phát một cách đột ngột, có khi sau vài phút hoặc vài giờ, thường thường là trong vòng 3 tiếng là bệnh nhân hết. Có khi là hết tự nhiên, có khi là nhờ đi uống thuốc giảm đau hoặc tới bác sĩ chích cho mũi coi giảm co khắc cho là nó bớt đau ha. Thường thường trong vòng vài giờ. Cái cường độ đau thì nó nhiều ngay vào lúc đầu, rồi sau nó giảm dần dần xuống. Thường xuất hiện sau bữa ăn, nhất là bữa ăn có nhiều chất béo. Và khi đã đau thì nó hay tái đi tái lại nhiều lần. Ví dụ như là hết rồi 3-4 ngày sau đau lại,
hoặc là một hai hôm sau đau lại, cứ lâu lâu ăn chúng gì cái đau lại, đau lại á, cứ đau đi đau lại nhiều lần. Đó là những cái đặc điểm của cơn đau vặn mặt ha. Rồi bệnh cảnh lâm sàng là viêm túi mật cấp. Thứ hai là viêm túi mật cấp. Tỷ lệ của viêm túi mật cấp là khoảng 20-35% trường hợp ha. Cái này mấy bạn hiểu không? Chắc thôi hiểu. Tức là trong 100 trường hợp cắt túi mật thì có khoảng 20-30% trường hợp là có, tức là khoảng có 20-35 trường hợp là vô cắt vì viêm túi mật cấp. Còn ví dụ như còn khoảng 50-60% là cắt vì có cơn đau vặn mật. Còn lại ví dụ khoảng 10-20% là cắt vì viêm túi mật mãn. Thằng Thái là ha, trong 3 bệnh cảnh lâm sàng á, thì cái tỷ lệ viêm túi mật cấp mà để cắt túi mật thì nó khoảng như đây. Triệu chứng lâm sàng của cơn viêm túi mật cấp thì nó cũng giống như cơn đau vặn mật, nhưng mà nó khác biệt cái là cơn đau nó kéo dài luôn, nó không phải hết vài phút vài giờ sau nó hết. Em cho phút giảm đau đủ gì nó cũng đau, nó kéo dài vài ngày luôn ha. Tức là cái mức độ và cái thời gian nó kéo dài ra. Cái cơn đau vặn mật thì thường thường nó đau ở vùng thượng vị nhiều hơn. Nhưng mà cái viêm túi mật cấp thì nó đau ngay vùng hạ sườn phải nhiều hơn. Tức là cái vị trí đau nó cũng khác nhau một chút. Vị trí đau nó sẽ rõ rệt hơn ha. Có nhiều khi cái kia người ta đau quặn quặn, nó cảm giác nó mơ hồ lắm, nhưng mà cái này là nó sẽ đau rõ rệt ở vùng hạ sườn phải. Thì kèm theo là có thể bệnh nhân có những biểu hiện như chán ăn, buồn nôn hoặc là nôn luôn, hoặc là có sốt nữa. Bắt đầu có sốt nha, còn cơn đau quặn mặt là không có sốt ha. Tức là nó có tình trạng bắt đầu nhiễm trùng á thì nó sẽ có sốt. Khám bụng thì em sẽ ấn đau điểm mục phi và làm nghiệm pháp mục phi dương tính. Không biết mấy cái này hết không? Biết. Khám bụng biết rồi ha. Điểm mục phi biết không? Nghiệm pháp mục phi. Khám mục phi biết không? Có thực hành khám trên mô hình được không? Khám trên bệnh nhân giả có không? Hả? Có học khám bệnh nhân giả không? Skill lab á. Điểm mục phi là nằm ngay giường, ngay chính giữa của cái xương sườn, bờ dưới xương sườn phải không? Đó là ngay cái chỗ điểm túi mật á. Còn nghiệm pháp mục phi là mình ấn hai tay phải không? Ấn từ ở dưới đi lên sâu vào trong dưới vùng bẹ sườn của bệnh nhân. Lợi dụng lúc nào mà cái bụng người ta hớp xuống, kêu người ta hít thở sâu á, lúc nào cái bụng nó hớp xuống là mình đẩy vô một chút, đẩy vô dưới bờ sườn của bệnh nhân. Thì khi mà tới một mức độ nào đó bệnh nhân nín thở lại, tại vì đau quá thì nó đụng vô cái đáy túi mật á, nó đau thì bệnh nhân nín thở lại. Đó là nghiệm pháp mục phi dương tính. Hai cái này là ví dụ em làm bệnh án á, mà em ghi là ấn đau điểm mục phi, hoặc em ghi nghiệm pháp mục phi dương tính, tức là một lát trong chẩn đoán em thế nào cũng có viêm túi mật ở trong. Nó giống như nó là đặc hiệu của viêm túi mật, có những cái dấu hiệu đặc hiệu. Ví dụ em làm bệnh án của sỏi túi mật và em không có hai cái dấu hiệu này thì người ta nói thì mình không biết. Còn ví dụ như mà bệnh nhân cũng bị sỏi túi mật nhưng mà em ghi là ấn điểm mục phi không đau, nghiệm pháp mục phi âm tính, tức là nó đang không phải viêm cấp hay là nó viêm mãn hoặc nó là cơn đau vặn mật thì thôi, thì tùy trường hợp. Nhưng mà hãy bệnh án sỏi túi mật thì em phải có hai cái dấu hiệu này ở trong cái phần khám của mình. Rồi đôi khi túi mật nó căng to đau, em sờ thấy luôn, em sờ thấy được túi mật ha, thì người ta nói là sờ được túi mật khoảng 20% trường hợp thôi. Tại vì nhiều khi túi mật nó to, nó viêm nhưng mà nó chìm ở dưới gan á, nó bị cái gan che lại, không phải trường hợp nào nó cũng thòng xuống đâu ha. Nó thòng xuống em tưởng tượng em sờ được túi mật, em tưởng tượng giống như em sờ được một trái cà tím ở ngay vùng hạ sườn phải á ha. Nó giống trái cà tím, nó tròn tròn, nó dài dài, cái đập cái đáy của nó bầu, em đụng nó chạy, nó di động ha. Nếu mà lâm sàng em đi thực hiện đi khám lâm sàng á, thì lâu lâu mà sờ được cái túi mật thấy cũng thích đó. Phản ứng bụng vùng hạ sườn phải, tức là khi người ta viêm cấp á thì em ấn vô á
ấn vô từ từ thì nó giống như có một cái gì đó, cái cơ hành bụng nó co, nó đẩy cái tay mình lên mà bệnh nhân rất là đau, người ta kêu là co cứng hành bụng á ha. Đó là những cái dấu hiệu có cái gì đó nó viêm ở dưới bụng, mà ở trong bụng của bệnh nhân. Còn ví dụ như trong cơn đau quặn mật đó, nhiều khi em ấn hạ sườn phải nó đau ít à, chứ nó không có co cứng gì đâu, tại ta cảm giác nó đau quặn nhiều hơn. Này đây là ấn vô cái vùng túi mật này to hẳn luôn nè, to hồng luôn ha, thấy nó tròn vo nè. Còn cái này là nghiệm pháp mục phi nè ha, mình ấn sâu xuống, ấn sâu vô dưới bờ sườn của bệnh nhân. Cái này hơi thấp á, chứ ta ấn cao lên chút xíu. Mấy cái vùng này điểm mục phi nè ha, điểm mục phi. Còn cái này là vùng hạ sườn phải, vùng thượng vị. Rồi, cái triệu chứng vàng da đó thì có gặp ở trong sỏi túi mật không? Mấy em nghĩ bệnh nhân có vàng da không? Sao vàng được? Cái đường mật, cái ống mật chủ mật nó dẫn xuống bình thường mà, nó tắc phía ngoài mà nó có dính dáng gì tới đường mật đâu, sao nó vàng? Nó muốn vàng là nó phải tắc cái ống mật chủ. Nhưng mà người ta nói vẫn có vàng da, một số trường hợp ít gặp thôi, dưới 15% ha. Thì cái nguyên nhân vàng da là sao? Do đó là ví dụ như túi mật nó có nhiều cục sỏi vậy nè, có một cục nào đó tự nhiên cái nó rớt qua cái cổ, nó rớt vào ống mật chủ luôn, thế là nó gây tắc ống mật chủ luôn, không hiểu không? Tức là nó nguyên nhân là do nó có sỏi mật chủ nó kèm theo, cục sỏi nó rớt qua. Hoặc là nguyên nhân là do hội chứng Mirigi. Mirigi là cục sỏi nó kẹt ngay cái cổ túi mật á, cái túi mật nó căng phồng ra, cái nó đẩy cái cục sỏi đó chèn vô ống mật chủ. Thế là bệnh nhân cũng bị tắc mật, nó kêu là hội chứng Mirigi ha, tức là tắc ống mật, tắc do cái cục sỏi nó chèn vô á. Thì chỉ gặp có khoảng dưới 15% trường hợp thôi ha. Thường thường mà em thấy bệnh nhân mà và em nghĩ sỏi túi mật có vàng da, em phải tìm cái nguyên nhân gì nữa. Chứ sỏi túi mật đơn thuần thì nó không có vàng da. Rồi, bệnh cảnh lâm sàng thứ ba là viêm túi mật mạn. Tức là nãy mình nói rồi ha, là nó cứ đau đi đau lại hoài thì túi mật nó sẽ viêm, nó sơ hóa. Thì em sợ không thấy túi mật đâu. Mấy trường hợp này là túi mật nó teo luôn á, teo còn chút xíu ở dưới cái gan à, mà nó cứng ngắc à, cái vách nó dày lên. Nhưng mà nó có những cái điểm là nó có triệu chứng là nó cứ đau đi đau lại nhiều đợt. Mình hỏi tiền sa căn á, là bệnh nhân cứ đau đây hoài à. Rồi có khi lần này vô với một cái đợt cấp tính. Có nhiều khi bệnh nhân đi khám siêu âm thấy túi mật nó dày, vách dày, teo mà, thì ta đi khám. Thường thường là túi mật này nó không còn chức năng co bóp nữa đâu. Thường thường khám bụng thì ít khi nào có đề kháng hạ sườn phải lắm á, chỉ trừ khi nào nó vô cái đợt cấp thôi. Rồi về cận lâm sàng, tức là mấy em nhớ là về triệu chứng cận lâm sàng đó, thì nó có ba bệnh cảnh ha, ba bệnh cảnh thường gặp nha, nó còn gặp nữa nhưng mà thôi mấy em nghe nhiều mấy em mệt á. Tức là em nghe được ba bệnh cảnh đó. Thứ nhất đó là cơn đau quặn mật, thứ nhì là viêm mật cấp, và thứ ba là viêm túi mật mạn nha mọi người. Còn những cái bệnh cảnh vô biến chứng nữa, ví dụ như túi mật nó bể ra, nó hoại tử, nó viêm khúc mạc đủ thứ hết, nó phức tạp lắm. Rồi bây giờ nếu như bệnh nhân có bệnh cảnh là cơn đau quặn mật thì em phải cho bệnh nhân làm cái gì đó để em chẩn đoán. Thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán mà gọi là rẻ tiền, đơn giản mà dễ làm nhất, ít xâm, không có xâm lấn gì hết là siêu âm. Đối với sỏi mật thì em sẽ đề nghị xét nghiệm là siêu âm trước hết. Siêu âm á là không có đau đớn vậy phải không? Không có bệnh nhân đau đớn gì hết. Có thể đẩy, nếu bệnh nhân nặng quá nhiều khi em không cần đẩy bệnh nhân đi, em đẩy cái máy tới ngay giường em siêu âm cũng được đó. Nên nó rất là tiện lợi ha. Đối với sỏi túi mật thì nó có độ nhạy là 95%, độ đặc hiệu 98%, làm thấy cao không? Cao quá không? Chứ là giá trị chẩn đoán rất là cao. Thì khi mà siêu âm á, thì nó sẽ xác định được gì? Thấy được cục sỏi, có cục sỏi thì nó sẽ mô tả bao nhiêu cục sỏi, kích thước cục sỏi, phải không? Rồi ngoài ra nó sẽ giúp cho mình mô tả những cái cơ quan lân cận liên quan, ví dụ như gan có gì không, đường mật, ống mật chủ nó có giãn không, nó có sỏi mật chủ kèm theo không,
hoặc là có bệnh gì về u túi mật, polyp tức là u túi mật đó ha, polyp là u lành của túi mật. Đó là siêu âm rất là tốt nha. Đối với sỏi túi mật. Chứ còn ví dụ như có một số bệnh lý thì siêu âm không có giá trị đâu ha. Ví dụ như bệnh viêm dạ dày mà em cho siêu âm biết không? Siêu âm không có thấy được viêm dạ dày đâu. Còn cái đó là khi mình thấy cục sỏi. Còn siêu âm mới có thể giúp được biết là nó đang viêm cấp hay không luôn ha. Tức là có thấy sỏi, thứ nhì là nó biết được viêm cấp. Thì nó muốn biết được viêm cấp nó dựa bằng những cái tiêu chuẩn gì. Ví dụ như thấy cái thần túi mật nó dày trên 4mm. Bình thường cái túi mật em đo kích thước nó khoảng 1-2 ly thôi. Nhưng mà nếu nó dày lên là nghi là có viêm túi mật rồi. Thấy túi mật nó căng to lên, hoặc là có dịch có xung quanh túi mật, xung quanh túi mật nó có dịch phù nề, dịch nó tiết ra, nó viêm nó tiết ra, hoặc thấy cục sỏi nó kẹt ở ngay cổ túi mật. Dấu hiệu mục phi dương tính trên siêu âm tức là nhiều khi em sờ không thấy túi mật, em ấn điểm mục phi nó không đau, nhưng mà nhờ cái siêu âm người ta rà được ngay cái chỗ đáy túi mật phải không? Người ta lấy cái đầu dò người ta nhấn vô ngay cái đáy là bệnh nhân đau, nó còn chính xác hơn là mình khám phải không? Ví dụ người ta lấy cái đầu dò định vô cái đáy túi mật là bệnh nhân đau chói lên, vậy là cái dấu đó là chắc chắn là viêm túi mật cấp rồi. À, tức là siêu âm nó giúp chẩn đoán được viêm túi mật cấp. À, nó thấy đây là túi mật bình thường ha. Cái này là có cục sỏi túi mật. Cái này là cũng vậy, thấy sỏi túi mật thôi. Cái này là sỏi túi mật trên CT. Trên CT cũng thấy sỏi túi mật ha. Cái này là cái gan nha. Cái này là gì biết không? Dạ dày đúng là dở quá ha. Này là gì biết không? Lát một giải phẫu á. Nè động mạch chủ bụng ha, này tĩnh mạch chủ ha. Cái này là gì? Tĩnh mạch chủ hay à? Giỏi ha. Phía trên tĩnh mạch cửa là gì biết không? Ống mạch chủ. Ống mạch chủ à? Tức là tĩnh mạch cửa, phía trên tĩnh mạch cửa là ống mật chủ, một bên là ống mật chủ, một bên là động mạch gan. Động mạch gan đây ha, hình này nó chụp rõ. Vậy thì cái thứ nhất là siêu âm, nhưng mà nếu siêu âm chẩn đoán được rồi có cần làm CT chi nữa không? Không cần đâu ha. Thứ nhất là không cần tốn tiền bệnh nhân, mà cái thứ nhì là đối với sỏi túi mật thì siêu âm nó cũng không chính xác hơn siêu âm. CT nó cũng không chính xác hơn siêu âm. Thậm chí nó còn thấp hơn nữa, em thấy ghi độ nhạy có 65% không? Thành ra là nếu em chụp nó tốn tiền bệnh nhân thôi mà không cần thiết. Đố mấy em biết tự sao độ nhạy nó thấp hơn siêu âm đó. Có lẽ CT nó phải kỹ thuật nó cao hơn, nó phải tốt hơn chứ. Tại vì biết sao không? CT nó giống như chụp X-quang phải không? Thì cái gì nó cản quang nó mới hiện ra. Mà đa số sỏi túi mật là không có cản quang. Sỏi túi mật không có cản quang, còn sỏi đường tiết niệu thì nó cản quang. Sỏi đường tiết niệu em chụp CT nó rất là rõ. Nhưng mà sỏi túi mật, tại vì cái bệnh nhân này hơn là sỏi túi mật này cản quang á. Chứ còn một những trường hợp khác thì có nhiều khi em siêu âm em thấy cục sỏi mà CT em không thấy sỏi, tại nó không có cản quang. Không thấy. Rồi những cái xét nghiệm không thường khác, ví dụ như là trong trường hợp viêm túi mật cấp thì em phải thử công thức máu phải không, thì lúc đó em sẽ thấy bạch cầu nó tăng lên. Mấy này mấy em cũng có học về giải phẫu bệnh rồi, có ý sinh lý bệnh rồi biết rồi ha. Bạch cầu tăng ha, bạch cầu bình thường nhiêu, bạch cầu chung á, này là bạch cầu chung, là cái tỷ lệ đa nhân trung tính là khác. Bình thường là nó dưới 8.000 phải không, cái này nó sẽ tăng lên khoảng 12-14.000. Rồi những cái xét nghiệm như là xét nghiệm về bilirubin trong máu, men gan, transamina là men gan phải không? Thì những cái này nó tăng nhẹ thôi, tại vì nó đâu có tắc mật.
nhưng mà nó sẽ tăng nhiều ở trong những trường hợp mà cục sỏi nó rớt qua, nó kẹt lại hoặc là bị hội chứng bilirubin á, thì bilirubin sẽ tăng. Bilirubin sẽ tăng trong những trường hợp tắc mật, đúng không? Còn sỏi túi mật không á, nếu mà bệnh nhân vô cơn đau quặn mật hoặc là không có, thì thường thường là bilirubin nó bình thường. Bilirubin là để đánh giá cái tắc mật đó nha, biết không? Có học không? Có học chưa? Nó gồm có bilirubin gián tiếp với trực tiếp. Còn transamina là men gan. Men gan là nó sẽ tăng trong những trường hợp nào mà có hoại tử tế bào gan. Ví dụ như nhất là viêm gan siêu vi là nó tăng dữ dội lắm. Hoặc là những trường hợp tắc mật cấp tính thì cái gan nó cũng có hoại tử một phần nào, nó cũng có tăng men gan. Rồi, chẩn đoán phân biệt. Tức là khi mà em học một cái bệnh nào thì cũng có phần chẩn đoán phân biệt hết, phải không? Tại những cái bệnh gần gần đó nó giống. Hồi nãy rồi anh nói rồi đó, cái thứ nhất mà hay gặp nhất là nó lộn với bệnh dạ dày tá tràng. Tại vì cái vị trí nó gần á, mà nhất là nó xuất hiện sau khi ăn. Rồi nhiều khi ta uống thuốc giảm đau cái nó hết à, người ta cứ nghĩ ta bị đau bao tử không à ha. Bao tử tức là dạ dày á, phải không? Muốn nói dạ dày hay muốn nói bao tử gì cũng được. Rồi cái vùng đó nó cũng là có cái tụy ngay thượng vị á, là viêm tụy cấp. Nhưng mà viêm tụy cấp thì thường thường nó đau nó hay lói ra sau lưng lắm. Mà viêm tụy cấp là nó không có đau vài tiếng đâu, nó kéo dài mấy ngày là đau dữ dội lắm. Đau liên tục chứ không phải là từng cơn nữa. Viêm tụy cấp thì thường thường là đau liên tục. Có học bài viêm tụy cấp chưa? À từ sao học á? Từ sao mấy bạn học viêm tụy cấp? Cơn đau quặn thận thì nhất là quặn thận phải á, bên phải, sỏi bên phải nó sẽ đau quặn quặn giống như cảm giác nó có thể lộn. Viêm ruột thừa có hy lộn không? Nhất là viêm ruột thừa mà ruột thừa nó không có nằm ở vị trí bình thường á, ruột thừa dưới gan á, nhiều khi mình sẽ lộn với viêm túi mật. Rồi bệnh lý mạch vành là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim nhưng mà những cái vùng mặt dưới của tim á, nó có thể làm cho bệnh nhân đau ở vùng thượng vị chứ không phải là đau ở trên ngực. Nhưng mà cái hay gặp nhất là bệnh dạ dày ha, dạ dày với lại viêm tụy, hai cái này hay gặp nhất. Cái viêm tụy anh cũng có bị rồi á, hồi đó có một người nhà của bác sĩ bên nội khoa, bệnh nhân bị đau ở vùng thượng vị thì người ta là bác sĩ nội khoa mà, thành ra người ta chích thuốc giảm đau rồi ở nhà, rồi người ta chích bao tử, người ta chích thuốc giảm đau rồi không hết, ta mới đem vô bệnh viện mình, ta gửi vô mình khám cũng đau bụng bị không à, mình nghĩ là bao tử mình cũng cho chích tiếp cũng không bớt luôn. Nếu như dạ dày hay là túi mật thì em cho chích vài tiếng nó bớt à, không bớt luôn, phải cho nhập viện. Nhập viện vô thử amylase trong máu thì mấy em biết để chẩn đoán viêm tụy thì thử amylase nó tăng rất là cao, vài bữa sau là vô viêm tụy hoại tử luôn. Rồi diễn tiến của bệnh, hầu hết bệnh nhân sỏi túi mật là không có triệu chứng, anh đã nói rồi ha. Thì người ta nói rằng á, là mỗi một năm có khoảng 1-2% bệnh nhân sỏi túi mật có triệu chứng hoặc là có biến chứng. Ví dụ 100 người không có triệu chứng thì mình theo dõi đó thì thấy có khoảng 1-2 người trong vòng 1 năm sau nó sẽ có triệu chứng. Và người ta nói là khi đã có triệu chứng rồi thì nó hay tái phát. Để mà người ta không có triệu chứng, nhiều khi cả chục năm cũng không triệu chứng, nhưng mà hãy có rồi là nó hay bị đi bị lại, ha. Nhưng mà cái này không phải 100% đâu nha, mấy em nhớ là trong y khoa không có nào 100% á. Cái này là làm nhiều khi mình cũng bị xui á. Ví dụ như là người ta nói là khi sỏi túi mật mà không có triệu chứng thì mấy em không mổ, cho người ta về theo dõi thôi, dặn người ta đừng ăn chất béo nữa. Nhưng mà khi có triệu chứng thì tại vì nó rất là hay tái phát, thành ra mình sẽ khuyên người ta mổ đi. Chứ để mai mốt rủi nó vô một cái đợt nào nó viêm cấp, nó hoại tử là còn nguy hiểm tính mạng nữa. Thà là mình mổ cái lúc mà nó chưa có viêm à. Nhưng mà vậy chứ nhiều khi cũng bị xui lắm á, anh cũng bị mấy lần á. Người ta đau quặn mập vô cái xong rồi suối thôi nên về sắp xếp mổ đi. Cái cũng chịu mổ rồi, vô lên lịch rồi cái gì nghĩ sao sợ quá không chịu mổ đi về. Đi về mà sao cả 10 năm nay ba không có đau lại lần nào hết trơn á.
Vậy là cái bà nói là bà quyết định đúng không? Bà nói là bác sĩ suối bậy rồi. Đó là tại mình nhiều khi nó không thèm tái phát luôn. Rồi biến chứng của nó là nó gây nhiễm trùng đường mật, tức là nó làm mủ rồi đó ha, nó viêm nó bể ra, nó gây viêm phúc mạc. Rồi mấy cái này mấy em khỏi nhớ đi, nhớ mất công nhiều quá. Cái này để từ từ lên đi xấu rồi học. Tắc ruột do sỏi nữa là cái này mấy em cũng nghe để biết thôi. Là ví dụ như vậy nè, cái cục sỏi nó nằm trong túi mật sao gây tắc ruột, tưởng tượng được không? Cục sỏi trong túi mật mà nó gây tắc ruột là hiếm lắm, nhưng mà có gặp rồi. Ví dụ như hồi đó giờ mà từ lúc đi làm giờ anh gặp được chừng 2 trường hợp là cao. Hiếm lắm ha. Nguyên nhân sao biết không? Cái túi mật nó bị viêm. Nó viêm xong cái nó dính vô tá tràng. Cái túi mật cái tá tràng không? Dính vô tá tràng. Cái nó viêm nó ăn xong nó lủng qua tá tràng. Hiểu không? Nó lủng qua tá tràng, nó dò túi mật tá tràng xong cái cục sỏi nó rớt qua cái lỗ lủng đó. Nó rớt xuống ruột. Nó xuống ruột thì nó cũng nhỏ thôi, khoảng 1-2 phân thôi, nhưng mà trong quá trình nó đi á, nó đi cái nó sẽ được những cái bã rồi tích tụ rồi nó bự lên, nó bự lên cái nó tới ngay cái chỗ hồi tràng á, là cái chỗ mà cái đường kính ruột nhỏ nhất của ruột non á, cái nó tắc, đó là nó tắc ruột do sỏi mật. Cái này á là chỉ báo cáo vài ca thôi chứ hiếm lắm, nhưng mà trong sách vở có ghi là mấy em cũng nên biết. Còn người ta nói là sỏi túi mật mà nó cứ gây viêm đi viêm lại lâu dài á, có khi gây ung thư túi mật á, đó là một trong những nguyên nhân gây ung thư túi mật á. Rồi về điều trị thì chắc mấy em cũng chưa có cần học, nhưng mà mấy em biết cái hướng thôi. Khi sỏi túi mật có triệu chứng thì nên khuyên người ta mổ. Trong thời gian mà người ta chưa muốn mổ thì mình khuyên người ta đừng có ăn thức ăn nhiều chất béo ha, đừng có ăn quá nhiều, nó sẽ tiết mật, trong lúc tiết mật nó sẽ làm đau. Thì khi mà điều trị á thì nó đầu tiên hết, nếu mà bệnh nhân bị viêm túi, ví dụ như bệnh nhân bị cơn đau quặn mật thì em cứ hẹn người ta vô lên lịch mổ thôi. Nhưng mà nếu người ta vô vì viêm túi mật cấp thì mình phải điều trị viêm túi mật cấp. Điều trị viêm túi mật cấp là mình không có cho ăn uống nữa, mình sẽ cho truyền dịch, dùng các thuốc giảm đau. Mấy cái thuốc này biết không? Atropin rồi biết không? Học dược lý hết chưa? Như học rồi luôn á, không mấy em mà học hết trơn hả? Atropin biết không? Làm giảm co thắt, phải không? Rồi đặt ống mũi da dày, có học chưa? Đặt thực hành rồi, phải không? Dùng kháng sinh. Kháng sinh cũng biết rồi gì? Học chơi dược lý á. Kháng sinh để chống nhiễm trùng, phải không? Nhưng mà thường lúc đó mình đâu cho ta ăn uống đâu, thật ra mình dùng kháng sinh được chích. Chủ yếu là chích tĩnh mạch ha. Chích trực tiếp tĩnh mạch. Thì thường thường em điều trị như vậy là bệnh nhân sẽ bớt đau, bớt sốt. Rồi em sẽ để cho người ta 2-3-4 ngày sau gì đó mổ, chứ không cần mổ cấp cứu. Chỉ khi nào em điều trị nội khoa mà không bớt đau, đau càng ngày càng tăng lên thì lúc đó em phải đi mổ, chứ không mổ nó bể ra ha. Nếu như không đáp ứng thì phải mổ cấp cứu. Rồi khi mổ thì cái phẫu thuật tiêu chuẩn luôn á là cắt túi mật nội soi. Mổ nội soi mổ hở mấy em biết không? Mổ nội soi là đục mấy cái lỗ nhỏ nhỏ phải không? Còn mổ hở là mổ một đường ra. Rồi mấy cái ưu điểm này thì chắc không cần nhớ đâu. Rồi có khi vậy nè, tại vì nhiều khi mỗi mấy em đi lâm sàng mấy em sẽ thấy bệnh nhân hay hỏi là bây giờ tôi sợ mổ quá, tôi không mổ cho uống thuốc cho nó tan sỏi. Dùng thuốc tan sỏi, uống thuốc á cho nó tan, tại vì cục sỏi thành phần đó là cholesterol phải không, thì mình uống cái gì cho nó tan cholesterol thì người ta cũng có tìm ra cái chất, nhưng mà cái tỷ lệ thành công rất là ít. Ít lắm, dưới khoảng 10% là ấy thôi. Và với điều kiện là cái túi mật nó phải còn co bóp. Ví dụ như túi mật mà nó viêm mãn, nó cứ ngắt rồi em cho uống thuốc là nó đâu có, nó tan ra, nó đâu có đẩy xuống được đâu. Không? Túi mật vẫn còn chức năng. Thì người ta thấy rằng á, là dùng thuốc nó tan á, nhưng mà sau 5 năm thì nó sẽ tăng lên, cái tỷ lệ tái phát nó cũng 50% rồi. Tại vì cái bệnh nhân đó là người ta đã có một cái bất thường của túi mật rồi, thì nó tan đó, nhưng mà rồi nó cũng bị lại à. Cái vụ tan sỏi này á, là mình chỉ dành cho những bệnh nhân nào mà
mà ví dụ già yếu quá, mổ mà nó nguy hiểm, hoặc là bệnh nhân dứt khoát không chịu mổ, có nhiều người lạ lắm ha, không chịu mổ thì thôi cho uống đỡ vậy thôi, chứ còn bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu là cắt túi mật nội soi hết. Thì cắt túi mật là người ta sẽ cắt ngay cái cổ này ha, cắt ngay xong đây ta lộn cái túi mật ra khỏi cái giường, túi mật nó dính vô cái gan á, ta kêu là cái giường túi mật, ta lộn túi mật ra. Ủa lấy sỏi ha, nếu mà em lấy sỏi thì cũng giống như là em dùng thuốc tan sỏi vậy đó, là sau 5 năm nó bị tái phát, cũng bị lại à, túi mật nó đã không được bình thường rồi, trước sau gì cũng bị sỏi lại thôi. Cái này là mình bỏ coi hết. Nó là về sỏi túi mật. Các bạn có hỏi gì về khen sỏi túi mật không? Có gì không hiểu? Mấy em muốn coi phim cắt túi mật không? Cái này em bớt đèn nghe, nó sáng rồi. Cái này là cái túi mật nè ha. Đây là túi mật này. Cái chỗ mà người ta đang tách này là cái cổ túi mật à. Cổ này là gan ha. Em sẽ lột hết mấy cái mỡ phúc mạc xung quanh đó, nó mới lộ ra được cái ống. Cái này là bệnh nhân này mập quá, ra em thấy mỡ nhiều không? Xung quanh cái túi mật không mà cũng mỡ chài không à. Người ta phải lột cái mỡ đó ra mới lộ ra cái ống nè. Đó, mình tách ngay chỗ cái cổ ha. Đó là cái này là cái ống túi mật nè. Rồi người ta sẽ kẹp clip, nó kêu là cái clip nó giống như là cái kim bấm á ha. Có nhiều khi em lấy chỉ em cột cũng được, nhưng mà em kẹp clip thì nó lẹ hơn. Bấm cái là xong rồi, còn lấy chỉ là phải cọt luôn, luôn mất công. Kẹp hai đầu ha, clip hai đầu. Thường thường cái đầu mà mình để lại mình kẹp hai clip cho nó chắc, còn cái đầu bỏ thì kẹp một clip thôi. Bên đây hai clip thấy không? Rồi mình lột túi mật khỏi cái giường ha. Túi mật nó dính vô gan, cái đó người ta kêu là giường túi mật. Cái này là đốt điện nha mấy em. Rồi hết. Mấy em nghỉ ra làm chút ha. Cắt xong rồi mình lấy ra ngay cái lỗ rốn á ha.